xin trân trọng kính mời cô Miyamoto, điều dưỡng trưởng phụ trách đào tạo nhân sự nước ngoài của tập đoàn y tế xã hội Aizenkai sẽ có đôi lời phát biểu gửi đến các bạn tân cử nhân. それでは、社会医療法人アイジンカイの環境部長、海外人材育成担当宮本のりこ様よりご挨拶をいただきます。宮本様、よろしくお願いします。 初めて授業を受けた日を覚えていますが、スキルラボでアイジン会の専門的授業を開始するまで、皆さんに日本の街や日本の四季の写真を何度も見てもらいながら、日本をイメージしていただきましたが、実際の日本はどうだったでしょう。ヌルテンとしては、ルカ、ルチャー、トロンヨプディン、クイテコ、トゥンハプドンア、クイビフォン、コミュニカ、トゥンシュシー、タン、クニュン、コマンネホンナイ。 Vâng, và là 2 năm rưỡi kể từ khi các em lựa chọn chương trình tham gia chương trình Aizenkai này, và chúng ta đã bắt đầu lớp học Skill Lab tại Aizenkai từ tháng 4 năm 2021. Thì các em có những còn nhớ không là những ngày đầu tiên bắt đầu học, thì trước khi bắt đầu lớp học chuyên môn Aizenkai thì những thầy cô tại tập đoàn Aizenkai đã cho các em xem những hình ảnh về các thành phố và từ Nhật của Nhật Bản và vụ mùa của Nhật Bản. Và cũng rất là nhiều lần để giúp các em tưởng tượng được Nhật Bản như thế nào. Nhưng sau khi trải nghiệm thực tế thì các em thấy Nhật Bản như thế nào ạ? 2022年7月から看護・介護・リハビリテーションの授業を日本の専門家が講師として放映し、授業を行っています。その中で皆さんは日本の最新の感染管理や医療安全の技術を学びながら、 患者への日常生活援助や移動の技術など日本式の介護技術の学習しました。体に重しや関節が曲げれないような装具をつけて高齢者体験をしながら高齢者の介助方法を学習しました。コロナの影響を受け日本に行くのが遅れましたが、 2022年10月に日本に行くことができました。 Vâng, và bắt đầu từ tháng 7 năm 2022 thì các chuyên gia Nhật Bản của tập đoàn y tế Aizenkai đã đến Việt Nam đến trường học Đông Á để giảng dạy các lớp điều dưỡng, chăm sóc phúc lợi và phục hồi chức năng. Thì trong thời gian này các em đã được tìm hiểu và học về các kỹ thuật an toàn y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn mới nhất của Nhật Bản, cũng như các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng kiểu Nhật như là hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày, các kỹ thuật vận động vận chuyển cho người bệnh. Đồng thời thì các em cũng học được cách chăm sóc người già và trải nghiệm làm người cao tuổi để cảm thấy để hiểu được cơ thể của người cao tuổi nặng nề như thế nào, và thử đeo nẹp khớp để hiểu được cảm giác không thể cử động trơn tru là như thế nào. Và do ảnh hưởng của dịch bệnh corona nên đợt xuất cảnh của các em cũng bị trì hoãn, và các em đã cuối cùng thì các em đã có thể tới được Nhật Bản vào tháng 10 năm 2022, và đây là lần đầu tiên các bạn đến Nhật Bản và các bạn có thể làm đúng không ạ? 愛人会に来た皆さんは5つの病院に分かれて配属になりました。最初からいろいろありました。知名が家庭の授業で事情ですぐ帰国、知名が日本の病院に長期入院となりました。病気になった人は本当に不安な中よく頑張りました。病棟に2名ずつ配置していたので急に1人で病棟に行くことになった人も大変不安だったと思いますし、 私たちも大変心配でした。その他にも入院や怪我のために仕事に行けない人がいましたが、皆さんはみんなで支え合いながらよく頑張りました。また私たちも高槻病院では最新の医療が提供でき、治療費入院費は全額愛人会が負担する制度の活用で皆さんに支援できたと思っています。
Vâng, và khi các bạn đến với tập đoàn Ajinkai thì được chia ra và phân vào 5 bệnh viện. Ở đó thì có rất nhiều điều đã xảy ra kể từ khi bắt đầu thực tập tại bệnh viện. Thì trong đó có một bạn phải trở về Việt Nam ngay vì lý do gia đình. Một bạn đã phải nhập viện trong số quá trình trong một thời gian dài tại bệnh viện Nhật Bản. Thì bác sĩ Kim thì mình đã rất là cố gắng hết sức, dù em đã cũng rất là lo lắng. Và chúng tôi phân công mỗi khu vực thì có 2 sinh viên, do đó thì đột nhiên có một em bị mình không làm việc được thì em còn lại cũng rất là lo lắng, và những cả bố như chúng tôi cũng rất là lo lắng cho em. Thì ngoài ra cũng có các em sinh viên không thể đi làm do bị bệnh cũng như là hoặc là do bị thương, thì những bạn còn lại đều rất là chăm chỉ và hỗ trợ lẫn nhau. Bên cạnh đó thì Ajinkai cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế mới nhất tại bệnh viện Takatsuki và hỗ trợ các bạn sinh viên làm việc bằng hệ thống y tế tân tiến nhất của tập đoàn Ajinkai, và tất cả các mọi chi phí điều trị nhập viện đều do tập đoàn Ajinkai chi trả hỗ trợ các em. ?卒業論文も日本の看護とベトナムの看護が違うこと、日本で情報提供される病名も難しく大変苦労しましたね。 日本語 N4 で皆さんは本当によく仕事を頑張りました。コミュニケーションが言葉だけでないことを体現してくれました。 Vâng, và khi các em viết luận văn tốt nghiệp thì thực sự là rất là khó khăn vì điều dưỡng của Nhật và điều dưỡng của Việt Nam có những điểm khác nhau, và tên của các loại bệnh cũng phía bên Nhật cũng rất là khó. Tuy nhiên thì các em đã hoàn thành xuất sắc việc thực tập của mình bằng tiếng Nhật trên độ tiếng Nhật N4. Ngoài ra thì các em cũng chứng minh rằng giao tiếp không chỉ bằng lời nói mà còn thể các bạn ngôn ngữ cơ thể. 皆さんの中から15名が特定技能として再入国することになりました。仕事や卒業論文をまとめながら毎日日本語の勉強をし、介護の試験勉強もして頑張った結果、試験に合格し、テトの後に再入国してもらう予定です。日本の職場の人は早く戻ってほしいと楽しみにしています。 本当に皆さんには患者さん だけでなく一緒に働く医療者も皆さんの元気や笑顔に励まされ頑張ることができました。愛人会を代表して感謝の意を表します。これから善とある未来が広がっています。日本で学んだことを生かし、これからも多くのことに挑戦しながら精一杯自分の人生を生きていってほしいと思います。 Vâng, và trong 15 bạn sinh viên khóa 2 thì có trong 26 bạn sinh viên khóa 2 thì có 15 bạn sẽ trở lại làm việc Nhật Bản theo dạng visa kỹ năng đặc định. Thì trong thời gian làm việc và hoàn thành báo cáo tốt nghiệp, hàng ngày các em đều chăm chỉ học tiếng Nhật cũng như là ôn thi cho chuẩn bị cho kỳ thi kỹ năng đặc định này. Và nhờ sự chăm chỉ của các em nên là các em đã đậu được kỳ thi một cách xuất sắc, và dự định sẽ trở lại quay lại Nhật Bản làm việc sau Tết. Và các đồng nghiệp ở phía bên Nhật, phía tập đoàn Ajinkai cũng rất là mong chờ sự trở lại của các em và hy vọng các em có thể trở lại càng sớm càng tốt. Nụ cười của các em, năng lực của các em là niềm động viên cho chúng tôi và cho cả các bệnh nhân tại tập đoàn Ajinkai. Ngoài ra thì các nhân viên y tế làm cùng cũng rất là luôn khuyến khích và động viên các em hết sức mình. Thay mặt tập đoàn Ajinkai, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đến với các em, và hy vọng rằng các em sẽ có một tương lai vừa hẹn đầy phía trước, và tôi hy vọng rằng các em sẽ tiếp tục sống một cuộc đời trọn vẹn nhất, tận dụng tất cả những gì các em đã học tại Nhật Bản cũng như tại trường đại học Đông Á để đón nhận nhiều thử thách mới, và chúng tôi những cán bộ của tập đoàn Ajinkai sẽ luôn luôn ở đây và hỗ trợ các em. ゆうさん、つむさん、ちゃんさん、愛人会のプロジェクトに多大なお力添えをいただきましたことに大変感謝申し上げます。2期生が無事に日本での2期生を終了し、ここに揃って卒業を迎えられますことをお喜び申し上げます。これからの2期生のご活躍といい大学のますます発展を祈願し、挨拶の言葉とさせていただきます。どうもありがとうございました。
Và một lần cuối cùng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến Chủ tịch Lương Minh Sâm, thầy Phó Ngô Quang Vinh, thầy Vũ, thầy Phúc, các thầy cô của khoa y, cô Hiếu, thầy Dũng, cô Trân, các thầy cô trong phòng đối ngoại hợp tác doanh nghiệp đã có sự những giúp đỡ to lớn trong dự án ICKI. Và lần cuối cùng tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành một lần nữa để các em sinh viên khóa 2 đã hoàn thành xuất sắc chuyến thực tập tại Nhật Bản cũng như đã tốt nghiệp trong buổi lễ ngày hôm nay. Và tôi muốn kết thúc lời chào của mình bằng cách là gửi lời chúc các em sinh viên khóa 2020 thật nhiều may mắn và trong những quãng đời phía trước, và chúc trường đại học Đông Á sẽ không ngừng phát triển trong tương lai. Một lần nữa xin chúc quý vị đều sức khỏe và chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Tôi xin trân trọng cảm ơn.